Hôm nay Mạc Lâm giới thiệu đến quý vị một cái loại nguyên liệu mới mà người Việt, Mạc Lâm thấy người Việt ít có khi mà nấu nó. Đó là đậu gà quý vị. Đậu gà là gì? Đậu gà là một cái loại đậu mà mới xuất hiện ở Việt Nam gần đây. Khi mà vài năm trước chúng ta nhập cảng nó từ ở những cái nước Trung Đông. Nó là một cái loại đậu mà các nhà khoa học đã chứng minh rằng cái chất dinh dưỡng nó cao nhất trong các loại đậu quý vị. Cái đậu gà đó là nó ngoài cái chất dinh dưỡng ra nó còn rất là ngon, nó bùi và nó rất là thơm quý vị. Lý do người ta gọi nó là đậu gà đó là tại vì những cái hột của nó đó nó có những cái núm nhỏ nhỏ như vậy, như là cái mỏ con gà con vậy đó. Cái hột đậu của nó có nhọn nhọn như vậy, nó có như con gà con, cho nên quý vị thấy là nó rất là dễ thương. Và có hai loại để chúng ta sử dụng, một cái là ở trong cái dạng nó còn chưa có chế biến gì cả, và hai là cái dạng lon, nó đã đóng lon rồi. Một cái tên khác của loại đậu gà nữa là garbanzo. Nó chúng ta có thể thấy ở đây nó chickpea và garbanzo ở trên vỏ hộp đó. Mà cái loại đậu này nó hay một cái điều đó là nó nấu được rất là nhiều món quý vị. Chúng ta chưa có quen nó, chúng ta tưởng là nó chỉ có là đậu bình thường thôi, nhưng mà thực sự ra đó có mấy lý do mà Mạc Lâm giới thiệu tới quý vị. Đó là lý do thứ nhất là nó ngon, lý do thứ hai là nó rẻ, lý do thứ ba đó là nó rất là dinh dưỡng, cái chất dinh dưỡng nó cao nhất trong các loại đậu, và lý do thứ tư đó là nó nấu được rất là nhiều món. Mạc Lâm sẽ làm vài món đậu này liên tiếp để cho quý vị biết rằng cái cách dùng đậu này đó là cũng như áp dụng vô trong gia đình của chúng ta, nó có nhiều món ăn và rất là ngon. Và cái món đầu tiên quý vị Mạc Lâm giới thiệu quý vị đó là sẽ nấu nó với cà ri và sẽ không có thịt gì hết, cũng không có thịt động vật, cũng không có thịt gà hay thịt heo, mà chỉ nấu không thôi, cộng với những một cái vài cái la ghim đi theo. Và quý vị có thể nói là nếu mà đậu hộp đó thì chúng ta có thể dùng liền, và khi quý vị mua về khui ra đó, quý vị xả nước cho thật sạch là thôi là xong. Chúng ta không có cần phải nấu nướng gì cả vì nó rất là mềm. Còn nếu mà cái đậu mà nó còn nguyên ở trong bịch này đó thì quý vị phải ngâm qua một đêm. Nó giống như đậu đen hay là đậu nành của chúng ta vậy quý vị. Chúng ta nấu ngâm nó qua một đêm rồi ngày hôm sau đó chúng ta mới luộc nó lên để mới nấu ăn được. Và có một cái vật nữa đi kèm với nó đó là rất là ngon khi mà nấu cái món này. Tất nhiên nó có loại bột của bột đậu gà luôn quý vị. Cái chickpea flour này nó rất là thơm, và nó có thể thay thế để làm bánh hoặc là để khi quý vị nấu cho muối cho nó sệt trong cà ri đó. Một lát nữa Mạc Lâm sẽ pha nó vào trong nước. Thay vì chúng ta pha nó bằng bột bắp hay là bột năng thì chúng ta sẽ pha bằng cái bột đậu gà này. Cái bột đậu gà nó thơm cái mùi cái đậu và nó rất là béo, và nó cũng có tính chất nó cũng như nó sệt sệt như là khi quý vị pha những loại đậu khác. Bây giờ để chế biến những cái món này đó thì Mạc Lâm hôm nay có cà rốt, có nấm oyster, tức là nấm đùi gà đó. Đây là cái nấm đùi gà, một lát nữa Mạc Lâm sẽ cắt như thế này và Mạc Lâm sẽ cắt cho quý vị thấy. Và thứ ba nữa chúng ta có là khoai tây cái loại nhỏ này quý vị, loại baby đó. Bây giờ đó để mà chế biến đó thì quý vị thấy là cái cà rốt này đó quý vị cần cắt như vậy để cho nó giống, nó có một cái form, nó có một cái hình thể nó gần với cái đậu hơn, nó lớn nhỏ nó bằng nhau. Chứ nếu quý vị cắt lớn quá đó thì nó sẽ không phù hợp. Riêng về cái nấm oyster mushroom, nó nấm đùi gà đó thì quý vị cũng cắt như vậy, cũng còn cắt nhỏ ra, như chia nó ra, cái nấm đó thì quý vị chia ra làm 4, và bây giờ chúng ta cắt nhỏ ra như vậy. Thì những cái này nó đi theo với nó thì cũng tương đương với đậu quý vị, tức là một chén nấm đùi gà, một chén khoai tây và một chén cà rốt, và cái đậu gà đó thì chúng ta chừng khoảng 2 chén, tức là gấp đôi. Vâng, sau khi chúng ta đã cắt lên như vậy đó, riêng về cái khoai tây đó thì quý vị cắt làm đôi quý vị, cái khoai tây con nè quý vị cắt làm đôi. Tất cả những cái khoai chúng quý vị lựa cái loại nhỏ thôi, cho nó đi chung với lại đậu nó đẹp hơn. Cái nào lớn quá đó thì chúng ta cắt làm 3.
Vâng, cho nó nhỏ lại. Quý vị, Bằng Lâm cũng nhắc quý vị rằng cái khoai này đó, trước khi chúng ta cắt như vậy ra, quý vị rửa cho sạch ở bề cái bề mặt của khoai, và sau đó là chúng ta lau khô. Và bây giờ sau khi cắt như vậy đó, thì chúng ta sẽ áp chảo nó quý vị. Bây giờ bắt đầu cái khâu áp chảo thì quý vị cho vào đây một chút xíu dầu thôi nha quý vị, ít, thật ít thôi. Mà quý vị rưới lên đây một chút xíu muối, một chút xíu paprika, quý cha cho nó ra, cho nó đều chảo đi. Bây giờ khoan, quý vị khoan hả, mở lửa. Bây giờ quý vị úp cái bề mặt của cái khoai nó xuống dưới cái chảo này. Làm như vậy để nó cháy cái mặt khoai này đó quý vị. Nhưng mà nó không có chín hết cả khoai đâu, nó chỉ cháy một mặt thôi. Và chúng ta sẽ không đảo gì hết, nó để nguyên như vậy. Chúng ta sẽ để cho nó từ từ đó, nó cháy một mặt, một cạnh của nó thôi. Vâng, bây giờ chúng ta mở lửa lên. Nhưng mà quý vị mở chừng khoảng lửa 50 thôi quý vị. Mở vừa lửa nhỏ vậy thôi, đừng mở lớn quá. Chúng ta chuyển nó như vậy cho nó chỗ nào nó cũng có dính đều dầu hết á. Làm cái này cái bề mặt của nó rám rám lên rất là ngon quý vị. Cái nào mà cắt làm ba đó chúng ta trở mặt nó một chút. Vâng. Cho nó có đều hết, nó cháy đều hết những cái mặt của nó đó. Chúng ta thăm coi khi cái mặt của nó coi nó cháy hay chưa, đủ chưa. Nếu mà cháy vừa rồi thì sẽ xong quý vị. Ta chờ nó chút xíu nữa, chừng khoảng 2 phút nữa là được rồi. Sau khi nó cháy được một mặt rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu trộn nó lên cho nó tất cả những cái mặt khác của nó đều luôn. Vâng, bây giờ chúng ta đem nó ra cái đĩa. Riêng về nấm á, và nấm và cà rốt chúng ta bỏ vào đây. Chúng ta sẽ cho một ít nước vào để trụng sơ nó. Lý do chúng ta làm như vậy là để cho nấm nó bớt cái hăng và cà rốt cho nó mềm xuống một chút xíu trước khi chúng ta bỏ đậu vào quý vị. Tại vì cà rốt nó cứng hơn đậu cho nên chúng ta phải nấu nó trước. Chứ nếu mà chúng ta chờ nấu với cà rốt cho nó đủ mềm á, thì đậu nó sẽ quá mềm đi và khoai cũng nó quá mềm. Vâng, bây giờ chúng ta vợt nó ra quý vị, đổ bỏ cái nước này. Bây giờ tới phiên đậu quý vị, chúng ta cũng cho một ít dầu vào đây. Chúng ta đổ hết cả cái lon đậu mà chúng ta vừa khui ra hồi nãy đó, chúng ta bỏ vào đây. Mà bây giờ chúng ta cho gia vị vào luôn. Gia vị thì chúng ta sẽ có một
một muỗng cà phê cà ri Ấn Độ này quý vị, một muỗng cà phê. Chúng ta có nửa muỗng cà phê đường, nửa muỗng cà phê muối và nửa muỗng cà phê bột tỏi, cũng như 3/4 muỗng cà phê paprika. Nếu quý vị không có paprika thì quý vị có thể xài cái bột ớt của Hàn Quốc cũng được quý vị. Vâng, bây giờ chúng ta bỏ hết tất cả những thứ mà chúng ta vừa làm hồi nãy đó vào. Chúng ta có một cốc sữa tươi quý vị, và bỏ vào đây một muỗng canh bột gà, cái bột mà đậu gà đó, một muỗng canh, và giờ chúng ta quậy nó lên. Bây giờ chúng ta lược nó qua quý vị, lược nó ra để những cái còn cặn lại đó, nó còn động lại đó thì nó nằm ở trên này, chúng ta dễ làm hơn. Và giờ tiếp tục chúng ta tán một chút xíu nữa cho đậu nó nhuyễn ra thêm. Và khi nó xuống đây rồi đó thì chúng ta yên tâm là nó sẽ không có bị cợn nữa. Vâng, quay trở lại cái chảo đậu chúng ta đó. Bây giờ chúng ta tiếp tục chúng ta xào nó lên, cho nóng lên. Quý vị thấy ở đây nó bây giờ nó thấm hết gia vị nó rồi quý vị. Bây giờ chúng ta đổ hết cả cái sữa này vào. Và chúng ta tiếp tục xào nó lên trong vòng chừng khoảng 10 phút nữa, cho tới cái nước nó rút xuống, nó còn sạch sạch đó là được. Cái đậu nó sệt lại giống như là chúng ta xài bột bắp vậy đó quý vị. Bây giờ nó sệt lại như vậy là rất là ngon. Chúng ta cho lửa nhỏ thôi quý vị. Vâng, bây giờ chúng ta cái nồi đậu gà, cà ri đậu gà của chúng ta đã xong. Quý vị sẽ yên tâm rằng nó thơm và nó rất là bùi. Cái đậu này rất là ngon, và Mặc Lâm sẽ quay trở lại với những cái món khác cũng từ cái đậu gà này. Thank you.